Bà ấy lại làm cái mặt đó một lần nữa. Tôi có thể nhìn thấy nó trên hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ ở ngay trên cái bồn rửa bát. Đã 6 giờ 17 phút tối rồi và chúng tôi vừa mới dùng bữa xong. Trời rất tối, mẹ đang đứng rửa bát và quay lưng về phía tôi. Hình ảnh phản chiếu của bà ấy nổ trên cửa sổ với cái nền tối của cảnh vật bên ngoài. Đôi môi của bà ấy co lên để lộ ra phần lợi và toàn bộ hàm răng. Cơ hàm của bà ấy nổi lên dưới lớp da nhăn nheo. Hai khóe miệng của bà ấy được kéo lên phía trên, tạo ra một nụ cười xảo quyệt. Đôi mắt của bà ấy thì lồi ra khỏi hộp sọ, như thể chúng chuẩn bị vỡ tung ra vậy. Mẹ ơi, làm ơn dừng lại đi, mẹ đang làm con sợ đó. Tôi nói, bà ấy quay lại với biểu cảm khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng trừ điều đó ra thì mọi thứ khác đã trở lại bình thường rồi. Miệng của mẹ không cười nữa và đôi mắt xanh lam mệt mỏi của bà nhìn tôi với sự bối rối và buồn bã. Bà ấy nghĩ rằng tôi đang tỏ thái độ sau vụ ly hôn và rằng tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện của người lớn. Ít nhất thì giờ tôi cũng có thể ngủ được khi đã không còn tiếng cãi vã om sòm của họ nữa. Tôi nói với mẹ rằng tôi nghĩ có thể bà ấy đang có vấn đề về tâm lý sau vụ ly hôn. Chúng tôi đã có một cuộc cãi nhau nhỏ. Tôi vờ lấy chiếc laptop của mình rồi chạy lên phòng. Bà ấy sau đó quay trở lại để hoàn thành việc dọn dẹp với đống bát đĩa. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng mẹ đã khóc. Thế nhưng, nụ cười trên hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ kia thì lại kể một điều hoàn toàn khác. Tôi bắt đầu nhận thấy khuôn mặt đó từ lúc 9 giờ 8 phút sáng. Chúng tôi lúc đó đang ở trong xe, trên đường đến buổi học bơi. Và tôi nhận ra rằng mình đã quên mang theo chiếc mũ bơi của mình. Đây là một sự cố không nên có, đặc biệt là khi mẹ của bạn lại chính là người dạy bơi cho bạn. Ánh mắt giận dữ của bà ấy chiếu thẳng vào tôi qua chiếc gương chiếu hậu, khi mà bà ấy bảo rằng tôi là một đứa con gái vô dụng như thế nào. Cô nói đó chẳng có gì vui vẻ cả. Vậy nên tôi không thể hiểu được là tại sao bà ấy vẫn có thể nở một nụ cười rộng đến mang tai như vậy. Vào lúc 9 giờ 23 phút sáng, lúc đó mẹ đang tóm lấy cổ tay tôi và dẫn tôi đi trong trung tâm mua sắm Oakville. Bà ấy có cái dáng đi cộc lốc và mạnh mẽ này, tạo ra những tiếng bước chân lớn khi đang sải bước qua các cửa hàng. Tôi nghĩ là bà ấy đã học được nó từ những băng đĩa DVD, những cái thể loại mà có mấy ông chú với làn da rám nắng và mặc y phục ở trên bìa bọc ấy. Chúng có những tiêu đề như là hãy thành bà chủ và hãy để sức mạnh dẫn lối. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được một cửa hàng bán đồ thể thao. Đây là cửa hàng duy nhất còn mở cửa vào bây giờ. Mẹ tôi không hề muốn bị nhìn thấy khi đang đi mua hàng ở một cửa hàng giá rẻ, làm như kiểu cô thu ngân trẻ tuổi hay là bà lão khách hàng thừa cân kia sẽ nhận ra mẹ tôi vậy. Làm như tất cả mọi người ai cũng biết bà ấy là ai vậy. Tôi nghĩ trong khi mẹ đưa tôi tiền và bảo tôi vào trong một mình. Ánh đèn huỳnh quang trắng trong cửa hàng ngay lập tức khiến tôi bị đau đầu và cái mùi của vải tổng hợp khiến miệng tôi cảm nhận được những mùi vị kỳ lạ. Tôi chen qua những dãy hàng chật chội về phía sau của cửa hàng, nơi mà những chiếc mũ bơi được treo ở đó, trông thật thảm hại. Mẹ luôn nói rằng tôi có một cái đầu khá to, vậy nên tôi luôn phải cẩn thận khi đi chọn chiếc mũ vừa vặn với mình. Tôi thích cái màu xanh lá cây kia, nhưng nó quá chật ở hai bên thái dương, khiến cơn đau đầu của tôi còn tệ hơn nữa. Không ổn rồi. Cái duy nhất có vẻ vừa vặn là chiếc màu xanh lam kia. Tôi ghét màu này, thế nhưng nó lại hoàn toàn khớp với đầu của tôi. Tôi đội nó vào và đứng ngắm nhìn bản thân kỳ cục trong gương. Đó là khi tôi lại thấy khuôn mặt đó. Bạn đã bao giờ xem những chương trình tài liệu về thiên nhiên hoang dã khi mà những chú khỉ đột đánh nhau tới chết chưa? Bạn có nhận ra rằng chúng luôn cười trong khi làm vậy không? Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới khi mà khuôn mặt xuất hiện ở bên ngoài cửa hàng, quan sát tôi với nụ cười xấu xí đó. Tôi quay lại và thấy người mẹ thảm hại của tôi đang đứng đó, gõ gõ lên cổ tay để ra ám hiệu cho tôi nhanh lên. Khi tôi quay mặt lại về phía trước gương, thì bà ấy lại mỉm cười. Lặng là một trong những kỹ năng quan trọng nhất nếu bạn muốn trở thành một nhà vô địch bơi lội. Mẹ tôi luôn nói vậy. Bà ấy biết điều đó vì bà đã đoạt được huy chương bạc vào giải vô địch thế giới năm 1998 và huy chương vàng quốc gia. Huấn luyện viên của bà tin rằng mẹ tôi hoàn toàn có thể dễ dàng là một phần của đội tuyển Olympic. Nhưng sau đó thì bà đã mang thai. Hóa ra là trước đó vài tháng thì mẹ tôi và bố đã làm chuyện đó lần đầu tiên
mà không dùng phương pháp an toàn. Và tôi là một sự cố hạnh phúc đã ra đời. Tôi ghét lặn, tôi ghét việc bơi lội, nhưng thậm chí tôi còn ghét lặn hơn thế nữa. Tôi không thể nào làm đúng động tác được. Lần trước khi tôi thử nó, tôi đã quẹt mất cả chân của mình vào tấm ván nhảy và suýt nữa thì chết đuối. Nhưng vào khoảng 11 giờ 21 phút sáng, tôi lại đang ở đây, run rẩy khi đứng trên tấm ván nhảy đó. Có những cô bé khác cũng đang đứng xếp hàng ở đằng sau tôi, dần tỏ ra vẻ mất kiên nhẫn. Tôi có thể nghe thấy những lời nói xấu về tôi phảng phất và vang vọng khắp bể bơi, cho đến khi bị dập tắt bởi lời nói của mẹ tôi. Nụ cười hiền từ của bà ấy đang cố gắng để động viên tôi nhảy xuống. Tôi có thể thấy cả hàm răng của bà, kiểu như bà đang ngầm chế giễu tôi vậy. Hãy cứ nhảy xuống đi, có những người khác đang đợi ở phía sau nữa mà. Tôi đang làm mất thì giờ của mọi người đó. Đừng có mà làm cái bộ mặt đó nữa, tôi hét to lên, đủ to để lấn át hết tất cả những tiếng thì thầm và giọng nói khác ở đó. Bố đã dạy con như thế à? Bà ấy nói. Tôi rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu ở dưới mặt nước và ngước nhìn lên mẹ tôi, người mẹ thực sự của tôi. Bà ấy đang cố để giữ một biểu cảm bình tĩnh, nhưng vẫn không thể kiềm được một giọt nước mắt. Bà ấy nhanh chóng lau nó đi. Ông ấy đang cố để khiến con chống lại mẹ đúng không? Bà ấy nói. Tôi không biết phải nói gì nữa, nhưng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nụ cười kỳ dị kia đã biến mất. Nhưng không phải, đúng không? Nó vẫn ở đó, trong hình ảnh phản chiếu dưới nước khi tôi nhìn xuống. Tôi cảm nhận được có hai bàn tay đang đẩy vào sau lưng tôi, khiến tôi tiến về phía trước. Lực đẩy đó khiến chân tôi di chuyển không theo ý muốn của mình. Cơ thể tôi lao đảo trong khi đang cố gắng để không bị ngã xuống. Hai tay tôi cố bám lấy tấm ván, nhưng đã quá muộn rồi. Cằm tôi bị đập vào mũi tấm ván khi tôi bị rơi xuống dưới. Thế giới xung quanh bị đảo ngược lại trong mắt tôi. Nụ cười quái dị của khuôn mặt đã ép tôi phải rơi xuống nước. Tôi đã hét lên. Mặt của tôi tê rát khi nó tiếp xúc với mặt nước. Vị chát của clo đốt cháy xoang mũi khi tôi chìm xuống dưới. Tôi quay lên và nhìn thấy một ánh sáng trắng đang chiếu thẳng xuống chỗ tôi. Rồi nó chiếu qua cả lớp máu đỏ được chảy ra thành dòng từ vết thương trên cằm tôi. Những gương mặt hiếu kỳ ở trên mặt nước nhìn xuống tôi. Và tôi nhận ra khuôn mặt cũng đang ở giữa chúng. Nó nở nụ cười ngày càng to ra, như thể máu là thứ nó muốn vậy. Luồng sáng trắng sau đó đã bị đập vỡ khi có gì đó vừa rơi xuống bể bơi. Một người đang bơi về phía tôi với một sự nhẹ nhàng kỳ lạ. Phổi của tôi siết chặt lại và cổ họng của tôi thì đau nhức. Tôi cố để bơi đi khỏi nó, nhưng nhân vật kia bơi đến quá nhanh. Người này có những lọn tóc dày màu nâu. Tôi cảm nhận khi đang được kéo lên. Tôi cố để thoát khỏi sự kiềm hãm, nhưng vẫn không thể thắng được sức nắm của nhân vật này. Giữa mớ tóc rối bù, tôi nhìn thấy khuôn mặt thật của mẹ tôi. Bà ấy có một cái nhìn lo lắng điển hình, nhưng lần này nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cả hai chúng tôi đều an toàn. Bà ấy đã kéo tôi lên trên. Khi tôi đang viết những dòng này, mẹ tôi vào phòng với một đĩa bánh quy hình những con thú và một ly sữa. Mẹ nói với tôi rằng bà ấy xin lỗi và thừa nhận rằng bà ấy đã quá khắt khe với tôi. Tôi không cần phải đi đến những buổi học bơi đó nữa nếu tôi không muốn. Tôi cố gắng để nói với mẹ về khuôn mặt quái dị kia một lần nữa, nhưng bà ấy hít một hơi thở sâu và đề nghị tôi đi gặp bác sĩ trị liệu. Bà ấy nghĩ rằng có lẽ cuộc ly hôn đã khiến cả hai chúng tôi quá mệt mỏi. Nhưng tôi biết là tôi đã thực sự nhìn thấy những gì. Tôi biết bà ấy chỉ giả vờ rời khỏi phòng sau khi đến để xin lỗi. Bạn nghĩ tại sao tôi vẫn viết câu chuyện ngu ngốc này cơ chứ? Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi ngừng viết và tắt máy tính đi, tôi sẽ thấy nụ cười méo mó của mẹ phản chiếu trên màn hình đen nghịt. Tôi biết đó là mẹ khi mà tôi có thể cảm nhận được ở đằng sau với hơi thở của bà ấy trên cổ mình. Làm ơn, dừng lại đi. Mẹ đang làm con sợ đó.